Chúng tôi xin đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội lên phát biểu ý kiến về chủ đề công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Hà Nội trong tình hình mới. Kính mời đồng chí Trần Trọng Thực, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chuẩn bị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, kính thưa Đại hội, vinh dự được về dự Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố Hà Nội. Thay mặt đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo thủ đô, tôi xin gửi đến Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt cùng niềm tin tưởng sâu sắc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin được trình bày tham luận với chủ đề công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Kính thưa Đại hội, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng và của toàn hệ thống chính trị. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng là một trong những yếu tố quyết định để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Các nhiệm kỳ đại hội vừa qua, không nhiệm kỳ nào Đảng ta không nhấn mạnh công tác chính trị tư tưởng. Thực tế, công tác này đã được chú trọng triển khai trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, với nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, phức tạp. Cái khó khăn lớn nhất là chưa đẩy lùi triệt để được hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Điều này đã và đang tác động tiêu cực đến hình ảnh của Đảng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị của chúng ta. Bước vào kinh tế thị trường và tiến hành hội nhập quốc tế, bên cạnh nhiều thành tựu đạt được, chúng ta đã chưa lường hết và cũng chưa chuẩn bị đầy đủ để cán bộ, đảng viên, nhân dân đề phòng và ngăn chặn mặt trái của kinh tế thị trường. Mặt trái cơ thể thị trường là mảnh đất tốt tươi, gieo mầm cho tư tưởng thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, bè nhóm lợi ích. Lối sống chạy theo đồng tiền, tâm lý hưởng thụ đang có xu hướng gia tăng trong xã hội, đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân phai nhạt, thậm chí xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Khuynh hướng thuần túy lợi ích kinh tế dẫn đến thái độ coi thường các chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa dân tộc, thiển cận trong cách xem xét các vấn đề chính trị, thờ ơ, thậm chí có thái độ tiêu cực đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bàng quan với vận mệnh của dân tộc. Nhận thức sâu sắc, đạo đức là một bộ phận quan trọng của ý thức xã hội, cấu thành lên nền tảng tinh thần của xã hội. Trước hết, Đảng phải là đạo đức, là văn minh, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương trong sáng cho nhân dân và xã hội noi theo.